Em xin kính chào các bạn, các anh chị và các thầy cô. Em là Nguyễn Tuấn Hưng, sinh viên của Đại học EdX khóa 3. Sau đây là mã số sinh viên của em là CUV 021 HP 017. Sau đây em xin trình bày bài tập về phương pháp giao tiếp, phương pháp giao tiếp trong kinh doanh. Phương pháp giao tiếp trong kinh doanh là của các doanh nhân. Doanh nhân là các người thành đạt, họ đã có địa vị trong xã hội hoặc là những người sở hữu hoặc làm chủ một doanh nghiệp to hoặc là nhỏ, và họ làm nghề kinh doanh hoặc là có thể họ làm chủ doanh nghiệp. Nhưng mà khi những người doanh nhân gặp nhau thì họ sẽ phải dùng những ngôn ngữ để giao tiếp với nhau, để giao tiếp và hiểu rõ bản thân, hiểu rõ đối phương hơn. Vậy nên trong giao tiếp kinh doanh, rất cần sự lịch thiệp, sự tôn trọng, sự kính cẩn, sự chân thành, chân thật, sự tinh tế và khiêm nhường. Đầu tiên đó là về lời tuyên thệ. Những người có địa vị trong xã hội, những người đã làm chủ một doanh nghiệp hay làm chủ một tập đoàn, dù là to hay nhỏ, thì họ đều phải có những lời tuyên thệ. Họ có những lời tuyên thệ đối với hoặc là những con người làm một người đứng đầu dẫn dắt cả một đất nước, thì họ đều có phải có lời tuyên thệ. Lời tuyên thệ của họ là để hứa trước toàn dân, trước nhân dân, hứa trước mọi người, đứng tuyên thệ trước những nhân viên, những cấp dưới của mình, hoặc là tuyên thệ có thể là tuyên thệ trước con của mình để có thể nói lên ý kiến và hứa là bản thân ta sẽ lãnh đạo và có thể dẫn dắt được mọi người khi ta là người đứng đầu. Những lời tư thế vậy nên những lời tuyên thệ là vô cùng quan trọng. Khi tuyên thệ, ta cũng phải có một dáng đứng tuyên thệ vô cùng quan trọng. Đó chính là đầu tiên ta phải đứng thẳng người, thẳng lưng, thẳng chân, chân cong hình chữ V, tay tay đầu thẳng, tay phải đặt lên ngực trái, tay trái giơ lên trên thẳng với thái dương, ngang thái dương sao cho khuỷu tay vuông góc với cơ thể, lòng bàn tay hướng ra ngoài và khép lại các ngón tay, và có một tư thế đứng thẳng người, và đó là dáng đứng khi ta nói lời tuyên thệ. Khi nói lời tuyên th tất cả phải được thể hiện bằng cách bằng tất cả phải được thể hiện bằng cả trái tim, bằng và sự chân thành, tình cảm và ý chí với lời tuyên thệ của bản thân đã đưa ra. Khi đi với dáng tuyên thệ thì ta phải có một lời tuyên thệ thật ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, đủ ý, và nêu rõ nội dung thông tin của bản thân khi tuyên thệ, và tránh nói những từ đồng nghĩa lan man để những người ngồi dưới nghe sẽ thấy bản thân chúng ta là sẽ thấy bản thân chúng ta tuyên thệ
không đúng và có thể là không thể hoàn thành được trách nhiệm khi bản thân ta đưa ra những lời tuyên thệ như vậy. Vậy nên để không bị mọi người đánh giá từ cái nhìn đầu tiên thì bản thân ta phải có một lời nói thật là rõ ràng, rãnh mạch để người khác có thể tin tưởng bản thân ta. Theo quan điểm riêng của bản thân em thì những con người đó họ đánh giá chúng ta qua những ánh nhìn đầu tiên, thế thì đấy là do quan điểm của riêng họ. Nhưng với bản thân em, với cái nhìn của riêng em thì em sẽ không đánh giá một ai chỉ qua cái nhìn đầu tiên hoặc là chỉ là qua lời chỉ là qua lời tuyên thệ của họ, vì có thể họ tuyên thệ một cách chưa có sự chuẩn bị kỹ càng hoặc có thể vấp váp. Nhưng có thể trong quá trình làm việc hoặc quá trình dẫn đầu họ làm tốt công việc của mình, họ giúp đỡ mọi người đi lên và cả một tập thể phát triển đạt được kết quả tốt, thì đó cũng là lời người ta tuyên thệ là đúng. Vậy nên theo bản thân em, và em cũng có một chút lời khuyên cho mọi người là không nên đánh giá một ai đó chỉ qua cái nhìn hoặc là chỉ qua cái nhìn hoặc là ấn tượng đầu tiên. Vâng, đó là xong lời tuyên thệ. Tiếp theo lời tuyên thệ đó chính là cách chào hỏi. Đối với các doanh nhân thì đối với các doanh nhân thì cách chào hỏi cúi người là vô cùng cách chào hỏi cuối cùng cúi người đó là một cách chào hỏi vô cùng tôn trọng, cách chào hỏi vô cùng tôn trọng và kính cẩn người khác. Vậy nên những doanh nhân khi gặp kiểu chào như vậy sẽ thường rất có thiện cảm với chúng ta, và chúng ta sẽ mang một tác phong trân trọng đối phương và kính trọng đối phương hơn. Tư thế của chúng ta khi chào đó là phải đứng thẳng, lưng thẳng, chân thẳng, cũng hình chữ V, mắt nhìn thẳng và tay phải ta đặt lên ngực, đầu nghiêng một góc 28 độ, miệng chú ý cười nhẹ để thể hiện sự chân thành, đầu nghiêng phía 28 độ để thể hiện sự tôn trọng kính cẩn và miệng cười nhẹ. Và đó là đó là tư thế khi ta chào hỏi trong một doanh nghiệp hoặc giữa các doanh nhân với nhau. Mà bên cạnh đó là có một bên cạnh đó cũng có một số trường hợp chào hỏi phải tuân theo quy luật cụ thể, như là giữa cấp trên và cấp dưới, giữa sếp và nhân viên, giữa nam và nữ, giữa thầy và trò, giữa khách và chủ, giữa sếp và nhân viên, giữa một người địa vị cao và địa vị thấp. Đó là về cách chào hỏi giữa những doanh nhân với nhau. Tiếp theo đó chính là về phần giới thiệu. Khi giới thiệu về bản thân thì ta phải nêu rõ được, cung cấp cho được đối phương, cung cấp được cho người nghe một thông tin thật đầy đủ và rõ ràng về họ tên, nơi làm việc, ở đơn vị công tác, hoặc là chức vụ của bản thân, vân vân. Và đặc biệt khi giới thiệu bản thân thì ta phải có một tâm thế là thể hiện thái độ trân trọng người nghe, cởi mở và thân thiện với họ, thì họ mới có thiện cảm với bản thân khi ta đưa ra những lời giới thiệu về bản thân. Sau đây em xin giới thiệu một đoạn về bản thân em đã chuẩn bị. Em xin kính chào mọi người. Em là Nguyễn Tuấn Hưng, là sinh viên của Đại học EdX. Em đã học ngành marketing và đã có kinh nghiệm, trải nghiệm
và đúc kết được một số kinh nghiệm trong cuộc sống của ngành marketing, mong mọi người giúp đỡ em thêm. Đó là về bài giới thiệu em mới chuẩn bị qua. Tiếp theo đó chính là về cái bắt tay. Trong giao tiếp giữa các doanh nhân thì cái bắt tay là cái vô cùng quan trọng và không thể thiếu được. Cái bắt tay nó như là cái tâm, cái hồn. Cái bắt tay là cách tối cái như là cái tâm, cái hồn của giới thượng lưu, nó như là biểu tượng sống vậy, của giới thượng lưu. Vì những doanh nhân, những người địa vị cao hoặc là những người có chức quyền trong xã hội, khi họ gặp nhau thì họ sẽ thường chào hỏi nhau, trao đổi với nhau bằng cái bắt tay. Vậy nên cái bắt tay là cách tốt nhất để có thể khiến đối phương tin tưởng, khiến đối phương tin tưởng bản thân mình và thể hiện sự tôn trọng của mình đối với đối phương hơn. Khi bắt tay thì phải có sự chủ động. Khi ta bắt tay thì phải có sự chủ động, nhưng cũng không được quá dồn dập, như thế sẽ bị phản tác dụng. Như thế sẽ bị phản tác dụng. Để có thể cải thiện sự để có thể cải thiện từ bắt tay thì khi bắt tay thì ta phải có một thái độ thân thiện, chân thành và cởi mở với đối phương. Khi bắt tay, thời gian bắt tay cũng vô cùng quan trọng. Phải chọn thời điểm hợp lý, phù hợp nếu không muốn bị phản tác dụng. Khi bắt tay thì ta cần chú ý những điều sau. Đó chính là ta khi mới gặp đối phương không được nhảy sổ vào để bắt tay luôn mà chưa qua phần giới thiệu hay là phần chào hỏi gì mà ta bắt tay luôn. Như vậy thì thì bản thân chúng ta sẽ khiến cho những người có địa vị trong xã hội, nhưng sếp lớn cảm thấy mình là một người nịnh bợ, một người không có chừng kiến. Và những người như giám đốc hoặc là làm chủ doanh nghiệp như vậy, họ sẽ không muốn có một người nhân viên chưa cần biết là họ có năng lực hay không, chưa cần biết họ như nào, mà họ cũng không muốn có một người nhân viên giả tạo, không dùng giả tạo, không có đúng số, không sống thật với bản chất mình trong công ty, trong doanh nghiệp của mình. Vậy nên họ sẽ có ấn tượng xấu với chúng ta. Không được bắt tay cầm tay quá lâu. Tối thiểu thời gian bắt tay từ 2 đến 4 giây. Đó là thời gian tối thiểu khi hai người bắt tay với nhau, nhất là khi bản thân chúng ta là đàn ông và đối phương bắt tay là một người phụ nữ. Tiếp theo đó chính là quy định tối thiểu khi bắt tay, đó chính là hai bên phải đều đứng thẳng người và giơ tay ra phía trước, lòng bàn tay mở như này để bắt tay, chứ không được hai bên không được một trong hai không ai được phép ngồi. Đó là điều tối thiểu và lịch sự tôn trọng đối phương trong việc bắt tay. Và không chúng ta không được không nên từ chối cái bắt tay của đối phương khi họ đã chủ động. Mặc dù nếu mà chúng ta có bệnh về tay, bệnh mồ hôi tay hoặc tay ướt hoặc có vấn đề gì của bản thân thì chúng ta nên nói thẳng, giải thích luôn với đối phương để người ta có thể hiểu được, tránh mất lòng và người ta tự ái. Tiếp theo trong bắt tay, khi bắt tay thì ta phải nghiêm chỉnh, có một dáng bắt tay và cái bắt tay thật là thân thiện, nhẹ nhàng, không được quá mạnh bạo và cũng không được kéo đối phương về phía ta khi bắt tay hoặc là đẩy đối phương ra xa khi bắt tay. Đó chính là cái tối thiểu quan trọng trong việc bắt tay giữa những người doanh nhân có chức quyền trong xã hội. Tiếp theo đó chính là đến phần phần xưng hô. Cách xưng hô lịch sự
rõ ràng, rành mạch, đúng chuẩn mực trong xã hội, và cách xưng hô một cách thiển cận, và đúng hoàn cảnh trong xã hội, thì đó là một điểm cộng rất lớn đối với chúng ta khi chúng ta xưng hô đúng mực. Đó là một điểm cộng vô cùng lớn đối với những người nghe. Xưng hô đúng mực thì xưng hô đúng mực là đó là theo một chuẩn mực đạo đức trân trọng người nghe theo đúng ước định của xã hội, và phải có tính khuôn mẫu. Trong xưng hô thì ta phải có cả xưng hô ở trong trường học, đó là phải thể hiện sự tôn trọng kính cẩn của mình giữa thầy cô, và để các thầy cô thể hiện được địa vị của mình, và phản ánh cái nhìn không và vai vế thể hiện tôn kính với người cao tuổi hơn mình. Đặc biệt là trong xưng hô, đặc biệt là chúng ta tránh khi xưng hô là gọi tên nickname của đối phương. Khi ta gọi tên nickname của đối phương thì dần dần ta sẽ quen với cái cách gọi đó, và có thể chúng ta không để ý, cũng dần dần chúng ta sẽ không để ý, không quan trọng về điều đó, nhưng đối phương họ có thể sẽ để tâm, và mỗi lần chúng ta gọi như vậy họ sẽ cảm thấy tự ái, tự ái hơn về bản thân mình, cảm thấy có ác cảm với chúng ta và mất thiện cảm với mình, và điều đó là không tốt giữa một mối quan hệ giữa hai người. Vậy nên cách xưng hô là cũng vô cùng quan trọng, ta phải xưng hô đúng rõ ràng, gọi đúng tên hoặc là gọi theo chức vụ trong xã hội của người ta. Và đó là tất cả về bài các về bài các giao tiếp trong kinh doanh của em buổi 2. Em xin hết, em xin cảm ơn.